Tiết lộ diễn viên đóng thế cho Miu Lê trong MV, nguồn Miu Lê cung cấp. Tóc sạch tóc mày đừng có xạo, một hồi tao nói cái mặt mày tràn Facebook. Anh em không có ý định gì hết. Em tại hình Nhân nó cứ nói là không phải Miu Lê thì là ai? Chắc chắn là Trấn Thành, tại vì mấy cái lần anh giả gái anh rất to giống em. Trời ơi, nó mới 8 nữa đó quý vị. Tại sao mình quạo nó là bị gì? Hồi sáng nay nó đưa cái hình cũ của em giả gái mà cái kịch cũ. Mà tôi nói là tôi mập còn hơn là bà quản lý tôi nữa. Mà bận cái đầm đỏ nó chứ giống cái đầm đỏ con quỷ gì đóng trong cái MV của con Trúc Nhân. Sắp cái nó ghép lại cái tôi quỳ xuống nó cũng quỳ xuống, cái tôi phục máu nó cũng phục máu. Một hầu là mình phục máu được nè. Trời ơi, lên báo tràn lan luôn. Lên báo luôn phải không? Báo nó đăng là hả phiên bản lỗi của Miu Lê. Tại sao? Đúng em ngựa bài em tiếp tay cho nó đâu có mượn. Không, em gửi vui không? Gửi vui. Mày vui hay ai vui? Ý là em thấy vậy thôi. Trời ơi, hai đứa này nó cười đến nỗi đau của một người đàn bà mập trong quá khứ là tôi. Tại em thấy hình đó trên mạng này em mới dám chứ em đâu dám chụp lấy. Ý trời. Không mà em quá đầu tư rồi, em lấy bao nhiêu cái đó của ảnh là em quá đầu tư. Mà quý vị ơi, quý vị đâu có biết là ngày xưa Miu Lê như thế nào. Quý vị hãy xem đây. Trời ơi, ôi có những quá trình thay đổi của con người. Ôi có những quá trình thay đổi. Đây, chúng ta hãy đến với quá trình tiến hóa của loài người nha quý vị. Đan đan đan. Để tôi sẽ lên mạng tôi lấy tôi về tôi cháy. Dạ. Đan đan đan. Dạ. Chưa. Sau khi loài người này tiến hóa còn một đứa nữa, cái con quỷ mà nó post lên mạng là con này. Nó nghĩ nó đẹp. Dạ đây. Đây là quá trình phát triển của loài chứ không phải là của loài người nữa. Nhìn cái mặt nó đây. Không, anh sinh ra là để hại tại trên show mà em yên tâm. Mà chưa kể là bây giờ em hại xịn tiếp một ngày nữa chứ hôm nay em mặt đẹp vậy nè. Cái dạ xấu, dột xấu dễ. Cái tướng cũng đẹp mà tướng đẹp nữa nè đó. Tập gym cho giữ vô mà cái tâm không tịnh. Cái tâm không tịnh, cái tâm còn ác lắm. Bây giờ ốm rồi cái đôi cái hình mập của xịn ra nó. Em không có, không, em thấy cái hình nó không phải mập, em thấy to lắm em. Nó to nó khác mập anh. Không, mập lắm, nó là cái hình mập. Không, thì chính vì em nói to nó khác mập, anh mập, rõ ràng hình rất mập. Cho nên là quý vị ơi, hãy coi đi. Trời ơi, em sẽ xì ra lại thôi. Trời ơi, tôi quở em. Đợi nó một ngày nào đó quý vị thấy một cái hình xấu việc xấu của Miu Lê trong Facebook của tôi là hiểu tại sao tôi chỉ nói vậy thôi. Cho xin quả đúng không? Trời ơi, tao nguyền rủa. Nhưng mà em cũng thấy mừng tại Facebook của anh cũng kín nên là đỡ. Không có. Không, chị đăng lên bay với em sao? Em bay 19 triệu. Không, chị sẽ làm chuyện đó. Miu ơi, anh cũng xin em. Chị sẽ bỏ ra 20 triệu cho em.